Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Việt Nam của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Tin Hội đồng Giám mục Việt Nam Đức Tổng Giám mục Huế Du Xe Nguyễn Chí Linh Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Chúc mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ. Sứ thần Tòa Thánh là cấp độ ngoại giao cao nhất của Tòa Thánh tại các quốc gia. Ngoài việc quan hệ ngoại giao chính trị như người đứng đầu Đại sứ quán, Sứ thần Tòa Thánh còn là sự hiện diện, tiếng nói của Đức Thánh Cha tại giáo hội địa phương. Trước khi được bổ nhiệm Sứ vụ tại Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã phục vụ trong vai trò sứ thần tòa thánh tại Israel và Sirut khiêm sứ thần tòa thánh tại Jerusalem và Palestine từ năm 2017 đến nay. Đối với giáo hội Việt Nam, Đức Tổng giáo mục Girali đã để lại những hình ảnh đáng kính và ấn tượng trong suốt thời gian Ngài giữ trọng trách đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam từ ngày 13 tháng 1 năm 2011 đến ngày 13 tháng 9 năm 2017 nhân dịp Đức Tổng Giáo Mục Girali nhận sứ vụ mới tại Ấn Độ ngày 15 tháng 3 năm 2021. Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế và Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Ấn Độ. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục tại Việt Nam đã thay mặt Quý Đức Cha và Giáo hội Việt Nam gửi lời tri ân Đức Tổng Giáo mục Leopoldo Girali với nhiệm kỳ ngoại giao hơn 6 năm, Ngài đã tận tình đồng hành cùng Việt Nam. Cầu chúc Ngài muốn ơn lành trong nhiệm kỳ ngoại giao tại Ấn Độ và ước mong được đón Ngài trở lại thăm Việt Nam. Trong niềm cảm tạ, tri ân và chúc mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Zirelli, Giáo hội Việt Nam cũng chúc mừng đất nước Ấn Độ trong niềm vui trọng đại này. Sự hiện diện của Sứ Thần Tòa Thánh tại đây sẽ giúp cho các tín hữu dễ dàng nghe tiếng nói của Thiên Chúa hơn qua vị mục tử mà Thiên Chúa đã gửi trao. Tin giáo phận Bắc Ninh Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, gửi thư một vụ tháng kính thánh du xe. Hưởng ứng năm đặc biệt về thánh du xe của Đức Thánh Cha Francisco, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, gửi thư một vụ hướng dẫn tôn sùng thánh du xe trong tháng 3 Thánh kính thánh du xe đến toàn giáo phận Bắc Ninh. Mở đầu thư, Đức cha Cốt Ma Hoàng Văn Đạt nhắc đến truyền thống tốt đẹp của việc tôn sùng thánh cả du xe của giáo hội Việt Nam và giáo phận Bắc Ninh. Vị trí và lòng tôn sùng cũng như ơn sủng của thánh du xe được thể hiện rất rõ trong đời sống của các tín hữu. Nhắc lại câu nói nổi tiếng của thánh Teresa cả. Trên thiên đàng, thánh du xe ra lệnh hơn là van sinh. Đức cha nhấn mạnh Câu nói này phải hiểu trong đời sống thầm lặng, trung kiên và khiêm nhường, bình dị của Thánh Du Xe. Chúng ta tin rằng bất cứ ơn xin gì mà kết hợp một lòng một ý với Thánh cả Du Xe thì sẽ được Thiên Chúa ban ơn. Tiếp đến, Đức Cha nhắc đến những công việc mà Thánh Du Xe đã làm. Đó là những khó khăn vất vả được thuật lại trong Kinh Thánh. Người đời né tránh và sợ những gian khổ hy sinh đó. Nhưng với Thánh Du Xe, thì đó là con đường nên thánh, con đường hoàn thành sứ mạng mà Thiên Chúa gửi trao. Từ việc chiêm ngắm những nhân đức tốt đẹp của thánh cả Du Xe, Đức Cha mời gọi mọi người hãy sống như Ngài. Đặc biệt, trong mùa chay thánh, thánh Du Xe sẽ giúp cho chúng ta từ bỏ tội lỗi và bước vào đời sống mới trong mùa phục sinh. Đó là con đường thánh cả Du Xe đã đi, con đường nghe lời Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Đó là con đường giúp cho chúng ta năng động và ứng phó trong mọi hoàn cảnh và biến cố của cuộc sống hàng ngày. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh Du Xe, các thánh tử đạo Việt Nam và đặc biệt các thánh tử đạo Bắc Ninh, Đức Cha xin Chúa chúc lành và ban ơn cần thiết cho mọi thành phần trong giáo phận, cho mọi người sống trong phần đất của giáo phận, cho quê hương và đồng bào Việt Nam thân yêu và cho cả thế giới. tinh đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, cha Du Xe Bùi Công Trác, tường thuật buổi huấn đức của Đức Giám Mục Louis Nguyễn Anh Tuấn huấn đức tại đại chủng viện Sài Gòn. Vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 2021, tại hội trường đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, đã có buổi gặp gỡ và huấn đức dành cho các chủng sinh. Đến với đại chủng viện trong buổi huấn đức hôm nay, Đức cha Louis đã chia sẻ đề tài xoay quanh khía cạnh mục vụ cho anh chị em di dân. Đức cha nhấn mạnh, mục vụ di dân phải là một trong những mối bận tâm hàng đầu mà người mục tử phải có. Nhất là trong bối cảnh của đất nước Việt Nam hôm nay, phần đông trong số những anh chị em di dân là những người nghèo. Cái nghèo của anh chị em ấy không chỉ là cái nghèo về vật chất, nhưng còn là cái nghèo về tri thức và kinh nghiệm, về đời sống luân lý và đức tin, Chính vì vậy, anh chị em di dân rất dễ trở thành nạn nhân của những cảm bẫy trong xã hội để rồi đi vào con đường tội lỗi. Trong số anh chị em di dân, đức cha lưu ý cách riêng đến các bạn trẻ, bởi vì họ là thành phần dễ bị tổn thương, dễ bị dụ dỗ và dễ bị lạm dụng nhất khi chập chững bước vào đời. Để giải quyết những vấn đề của một vụ di dân tại một giáo phận thành thị như Sài Gòn một cách thấu đáo, đức cha louis khuyến khích các giáo sứ nên xây dựng những cộng đoàn cơ bản nơi khu xóm, tại các chung cư hay tại phòng trọ. Những cộng đoàn cơ bản này cần phải được xây dựng trên bốn trụ cột sau đây. Thứ nhất lấy chúa giêsu làm trung tâm. Để thực hiện điều đó, linh mục cần hướng dẫn các anh chị em biết họp nhau lại, chia sẻ lời chúa cho nhau, giúp họ nhận ra lời chúa không chỉ nằm trong trang sách, nhưng đụng chạm đến chính cuộc sống của họ thứ hai cộng đoàn ấy sẽ làm việc tông đồ cùng nhau theo hướng đi chung của giáo sứ nơi mình cư ngụ thứ ba cộng đoàn đó luôn sống trong sự hiệp thông với giáo hội cụ thể qua vị linh mục của giáo sứ để có được những điều đó cha sở hoặc người đại diện cho cha cần thường xuyên hiện diện cộng đoàn và... và cuối cùng những người trong cộng đoàn cơ bản này phải là những người ở gần nhau trong cùng một chung cư một khu trọ hay một khu vực việc ở gần nhau rất quan trọng vì sẽ giúp họ nhận ra và có hướng giải quyết những vấn đề hiện sinh cụ thể liên quan đến khu vực sống của mình. Kết thúc buổi huấn Đức, Đức cha Louis khuyến khích các chủng sinh cần đào tạo mình trở nên hình ảnh mục tử như Chúa Giêsu, một mục tử biết quan tâm đến những nhu cầu của tín hữu, với thao thức mục vụ, nhất là với trái tim chạnh lòng thương xót như Chúa Giêsu. một điểm tin giáo hội việt nam của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại